vào ví dụ đầu tiên, đó là ví dụ A. Mời các con xem phép tính ở phần A. Ở phần A phép tính của chúng mình là 865.279 trừ đi 450.237. Kết quả bằng bao nhiêu? Để thực hiện phép tính trừ này thì bước đầu tiên cô trò chúng mình phải đặt tính. Vậy khi đặt tính chúng ta làm thế nào? Mời các con quan sát. Khi đặt tính ta phải đặt các hàng thẳng cột với nhau giống như ở trong phép cộng. Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục và như vậy đến hàng trăm nghìn thì cũng phải thẳng hàng trăm nghìn. Chúng ta đặt xong rồi thì các con nhớ ghi dấu trừ nằm bên trái của số bị trừ và số trừ. Sau đó chúng ta dùng dấu kẻ ngang để kẻ ngang rồi mới thực hiện trừ. Khi thực hiện trừ thì chúng ta làm thế nào? Khi thực hiện trừ ta phải trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Cô nhắc lại, ta trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện làm nhé. Đầu tiên cô trò chúng mình phải thực hiện trừ hàng đơn vị trước. Hàng đơn vị các con nhìn thấy ở đây là 9 trừ đi 7. Chúng mình có 9 trừ 7 bằng 2, viết 2. Sau khi trừ hàng đơn vị rồi, ta trừ đến hàng chục. Hàng chục ở đây sẽ là 7 trừ đi 3. 7 trừ 3 thì bằng 4 Viết 4 Sau khi trừ xong hàng chục rồi Ta trừ đến hàng trăm Hàng trăm ở đây là 2 trừ 2 2 trừ 2 thì kết quả bằng 0 Viết 0 Tiếp tục trừ đến hàng nghìn 5 trừ 0 bằng 5 Chúng ta viết 5 tiếp tục trừ đến hàng chục nghìn 6 trừ 5 6 trừ 5 bằng 1 viết 1